tiền là phù du thôi. Hello, xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình mới ra thăm vườn của mình thì thấy cây chuối bự quá các bạn ơi. Các bạn ơi nhìn nè, bữa hôm nay có hai trái bí ở vườn mới trồng được các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi vô để mình làm hai trái bí này nha, bự quá các bạn ơi. Ôi thu hoạch được hai trái bí bự quá. Bây giờ mình tạm thời mình để trái bí đi các bạn ơi. Các bạn nhìn cái chuối bự không? Cái chuối Việt Nam bạn ha. Rau răm nè, cặn nước. Bữa hôm nay cây thanh long có một trái các bạn. Nhìn này xíu dễ thương nè. Cây thanh long có một trái nè các bạn ơi. Ở dưới đây có mấy cái thanh long con nữa. Cây lựu nè. Cây lựu có mấy trái nè. Đó. Cây ớt nữa. Ok, bây giờ đi vô làm cái trái bí nha các bạn nha. Rồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Quýnh bây giờ. Cười. Thôi nó ăn bánh coi sao. Trời ơi, khổ quá. Rồi, rồi đây. Mặt nó có sợ ai. Rồi, dọn đi ba, dọn đi đi. Sợ ai. Xin chào các bạn, bữa hôm nay có bé chết ăn trùng với mình nha các bạn. Bữa nay mình sẽ ăn cái món này, cá diêu hồng hấp nước tương các bạn ơi. Hấp hành gừng nước tương. À, hai con cá diêu hồng hấp nước tương. Nhậu đi ba. Rồi bún giò cải. Bữa nay đậu. Bữa hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái hũ chanh dây các bạn mới mua ở Costco. Chanh dây này cái này là chè các bạn nhé, chè. Mở đi. Con có nhậu hả? Để đi bà, có gì xúc. Giờ nằm nó muốn nằm cho mình bơi, nó giảm gu rồi. Giờ có giỏi đâu rồi. Không thèm hả? Không thèm. Bây giờ mình sẽ múc một muỗng này dưới đây nha. Ở đây. Cái này giống như các bạn pha chè đó, chè chanh dây nha các bạn nhé. Đây là cái này gì không? Rồi, rồi. Đúng không anh hả? Rồi bây giờ mình sẽ đi con này cũ mới. Mới đó, tôi mới sẽ. Như vậy phải không? Tối vậy. Rồi các bạn ơi, gì ăn gì? Nặng nó luôn nè. Đây là được. Để xin mại đó. Lấy bánh mì đó. Kìa, cái gì kìa? Giờ đây ăn miếng gì? Ăn miếng này rồi. Đi về. Quá trời kìa. Rồi sẽ được một ly trà chanh dây các bạn. Hôm nay anh về không bị mất mưa hả? Không, mưa lập rồi. Ok các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cuốn. Ăn đi à, tạm thời để này qua đi ha, bây giờ cuốn này đi. Ăn xong đi. Ăn xong cho ngủ ha. Nóng thích ăn này ha. Rồi, nóng thích rồi. Dạ. Yeah. Ok các bạn ơi. Mưa quá trời không thấy. Mẹ ăn miếng đi mẹ. Mẹ ăn mà. Bữa nào không có mưa gì, mưa quá trời. Ba không nhậu hả? Nhậu ly đi. Ngoài ly thôi. Bữa nay dưới đầu á. Mình làm không. Chơi dạ. Bỏ miếng cá này vô. À. Ủa cá nhiều nhiều chút, hai con mình sẽ ăn. Giờ này ở sau nhà chồng nữa các bạn. Các bạn thấy cái bộ chuối của mình ở sau nhà không? Bữa nay
bỏ thêm gạo cần cua nữa nào. Chấm nước mắm đi. Chấm này. Nước mắm, chấm nước mắm chồng. Nước mắm hả? Ủa cái bữa giấy. Bữa giấy gì cũng ngon. Dạ. Bro, không ngon. Để hết cái miếng cá, ăn thử miếng cá cả này, coi chừng ăn xương nha. Cho bác chế ăn miếng cá cho bạn ha. Tạp đi. Cá ăn bổ coi ha. Đây mà, mới đây. Để mua cái cá thức đó, còn có mua cá phi cá ăn có xương rồi, có nói chứ mà đừng nghĩ lại, phải lựa lại. Nấu canh hay gì cho nên có lại cái này. Cái này đang hết chứ. Ok. Không mình hả? Hay vậy. Con ăn. Ôi bởi cho mẹ không? Ăn đi con. Ăn đi, thoải mái đi. Ngon quá các bạn ơi. Bởi miếng khơi. Ăn cơm. Ăn bún nè. Hồi nãy nhìn tiệm ăn. Không ăn đi. Không. Mai nó hết mời ngon rồi. Kiểu gì? Đi đi. Cơm đúng rồi. Nè muốn canh ha, muốn canh vô. Cơm. Muốn cơm không? Tử không mưa giờ trời mưa tầm tã vậy đó. Nên ăn cơm rồi à? Cơm. Cho ăn gói hả? Đi gói nè, cho ăn cơm với canh không? Rồi, mới ăn rồi. Ăn cơm xong mẹ uống rồi, mẹ sữa này rồi. Trà chanh dây. Cái là trà chanh dây. Rồi dặn bây giờ không có đi vô nữa rồi, gọi là no rồi, no. Để ngày tối mẹ ba ngon. Giữ mấy ly lại xài rồi mẹ. Ừ, cái nhà ông giữ cái nhà quá trời. Sao mình điện dưới vậy? Cái ly này là tiramisu, muốn mình đổ, rau câu, cái ly cũng đẹp các bạn. Muốn mình đổ rau câu vô. Đây, để ăn đi em, đưa gói câu dừa mẹ. Không, nó xòi đi nè. Giống ngọt hả? Ăn xong rồi nha. Hay không, nãy giờ tiệm ăn rồi. Không được không? Dễ. Phải gói keo không? Mùi hổ ngọt quá ha. Rồi gói hổ ăn nè. Hổ dài nè. Tấm mẹ hả? Cơm. Mà mẹ tấm ăn phải lại. Ờ, cho mẹ cũng được. Ừ. Mẹ chấm này không? Không, mẹ chấm ấy là ăn cơm. Mới này ra hả? Chị bỏ đi, bỏ lại. Nãy là chấm được chưa? Chưa. Ăn cơm. Ngồi gác gọi không à? Chủ cá mà. Mà chủ mà. Rồi đâu biết. Đâu. Mà chút. Người ta nhìn kìa chắc kìa. Khán giả nhìn chắc kìa. Khán giả nhìn kìa. Bà con nhìn kìa. Bà con nhìn cười. Bà nội còn tháng về Việt Nam à? Bà nội còn tháng về Việt Nam à? Nhanh ghê. Thấm thoát thôi đi. Nè. Thế là sao con? Bỏ vào một chút. Thôi khỏi. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Mẹ ăn cá đi mẹ. Ừ. Dễ luôn mình đó đi. Ừ. Dạ. Dạ để mai cái ngon rồi. Bỏ xuống. Dạ. Cái này cái gì? Đây nè, đánh đầu rồi, đánh đầu. Nội đánh đầu. Nội đánh đầu. Đâu rồi, nội đánh đầu. Đâu rồi, nội đánh đầu. 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 Nội đánh từ từ ngon lắm, từ tắt đi bấm lên nhà thơm ngon vừa ăn có hưởng ngắm chặt cũng đem lên rồi gói rồi quên đem ngắm chặt khé rồi. Con cá này á các bạn biết không, ở trong chợ nó bán đó 5 con là $13
Nhưng mà các bạn vô nhà hàng các bạn kêu một dĩa gì đó nó bán 19 đô la một con thôi bạn. 19 đô la nha. Đúng là khô chấm mắm me. Miếng khô bữa nào chưa? Mắc rồi. Chấm mắm. Mọi ngon quá bảo dầu bạn. Mày. Mày hết mọi ngon rồi. Đợi cái gì cũng được. Dẫu cái gì cũng xòi cũng xong. Mà chơi con thôi. Ủa đi sớm nè. Đâu có đoạn gì không vậy. Đâu thì ủa con cắt khỏi cho con cắt rồi. À rồi. Này bây giờ. Mới một chân đi. À vậy à. Về dưới này. Vậy à. Nhìn nó vậy à hết rồi mày. Rồi chơi chứ. Mày coi. Nó như trễ hết rồi. Ra cái trễ. Giờ ông đã ớ rồi. Kiểu ngon quá. Chấm mắm này. Không chấm mắm này. Chấm bún hơi được. Sợ mấy không bún. Bỏ. Không cho bún hả nhờ? Không. Tao hẹo có bún rồi, nó buộc thêm miếng bún. Không có. Đưa bây sáng lên, đưa tiệm ra. Thắng này mẹ. Thắng mẹ hả? Thắng. Dễ đi. Phải dễ. Ăn đi. Cơm. 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 Bữa con tâm nó mua 2 dĩ không? Thôi bữa con mua dĩ. Hai chị hôm qua tao nhờ hấp hấp lên con trên lên là 2 con không lấy chân đi nhờ hết không chạy mua chọc cái cô nè mẹ được hả nè mẹ tao biết dễ lắm dễ hết đi đó. À, bé thấy trong năm đám cưới kìa. Ừ. Bán một tiệm trong năm vậy đám cưới. Cưng ơi. Dạ. Ừ, cưng ơi. Uống hổng lắm nè. Ăn đi. Ngon quá bạn ơi. Bây giờ tụi ăn cầm thay gì ha. Lâu lâu quá. Mình đi có cơm hay đồ mình mới lạ mình mua cho các bạn. Lúc này tao đi chợ xem nó cho được tiền vài không biết sao cho tiền vài mà có khi nó cho lấy thôi mình không cho. Nó đang dụ dỗ mọi người qua cách đây qua xem để cây lại thì để người ta để ít có. Hôm qua tao đi mua lố tô cho mày đó anh ai về nó cho được hai mấy đồng đâu có trả đồng nào đâu chắc lố tô về. Đúng. Có trả tiền mà còn dư tiền chỗ. Không lấy dư xài thôi. Mọi người giá quá trời. Ừ. Trời mình giá. Tao cũng mua để dưới mà nhưng mà hữu tâm đó nó ăn đâu ăn tô giấy đâu. Đi đâu? Đi đâu? Đó, trời keo này ở nhà hái không bà ăn đã luôn. Con kẹ chổng á. Kẹ chổng á. Ba mẹ hả? Ừ. Ừ. Qua cha hả? Ngăn xăng à? Nghe mẹ đưa tôi lên nè. Qua lại. Nè nè. Nói cho anh giấu kìa. Ừ. Hết rồi. Hết rồi. Nói chưa kìa. Đây con. Đi đường kia. Ờ, qua đây. Qua đây. Đi hấu kìa. Nói cho anh nhớ rồi. Đi mình ăn vậy. Mấy người ăn nhiều chưa? Nhiều quá. Nhiều hơn nhiều. Cho nó vô lần hai thôi. Vô chung cọp. Hoa bi rồi. Nó đang chạy vô rồi. Con người nên đi dõi. Chơi chống tiền chút nổi. Chơi chống tiền chút nổi. Chuẩn bị gặp anh hai rồi. Té hả bà? Cả nên nó chung qua luôn à. Nhìn nó dẫn mà xách cái ghế đi từ trước ra sau á. Giỏi lắm á. Rồi đi không ngành xách cái ghế theo đi. Ừ, xách ghế theo á. Xách đi, đi biết ra sao đi từ trước ra sau á. Đây là chút, đây là gì đó.
cho nó bánh vào xào đi, nó thấy bánh vào xào. Rồi thôi. Có thời gian nó ngán không ăn mẹ. Ừ, bỏ rồi. Tạm biệt các bạn nha. Ừ, ngỏ chơi rồi, ba mẹ ăn. Nha.